Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Tường Vi kính mời quý vị theo dõi Chào Washington với Thanh Trúc. Chương trình Chào Washington DC và Thanh Trúc xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chương trình hôm nay được hân hạnh dời về chùa Hoa Nghiêm ở vùng Fort Belvoir của tiểu bang Virginia. Lý do là vì hôm nay có sự hiện diện của thầy Thích Pháp Hòa, là một vị giảng sư mà hiện đang rất được mọi người ngưỡng mộ. Nhân dịp này thì chương trình của Thanh Trúc cũng được phép nói chuyện với thầy trong đôi phút. Thanh Trúc xin kính chào thầy Pháp Hòa. Dạ, xin kính chào cô Thanh Trúc cũng như tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN. Kính bạch thầy, chúng con được biết là đi thuyết pháp, đi hoằng pháp như vậy đó, cái tiếng nói của thầy Pháp Hòa rất được mọi người thích và lắng nghe, thậm chí là họ còn theo dõi những cái cô băng ghi âm lại để mà đem về nhà nghe. Nhưng mà cái câu hỏi của chúng con ở đây đó là khi mà đi hoằng pháp như vậy, nói chuyện về Phật pháp, về đời sống, đưa đạo Phật vào đời sống, thầy trong thâm tâm có nhắm đến một cái tầng lớp Phật tử nào mà thầy cảm thấy là thầy ao ước được vươn tới, hay là khi mà thầy nói tiếng đại chúng là như thế nào ạ? Dạ, kính thưa cô và tất cả quý vị, thật ra thì khi mà mình mang một cái tâm nguyện của một người hoằng pháp thì mình không có chủ đích là riêng cho ai, mà tất cả người nào cũng cần sống an lạc, hạnh phúc. Già cũng có cái khổ của già, trung niên cũng có khổ của trung niên, người trẻ cũng có khó khăn của người trẻ. Mà nếu tất cả mọi thành phần nào trong xã hội mà tiếp nhận được lời Phật dạy tùy theo tâm trạng của mỗi người và tiếp nhận đúng cái giáo pháp mà họ cần thì đều lợi lạc hết. Như một trận mưa rơi xuống, không phân biệt là phải tưới cho cây nào. Cây nào cần nước thì cây đó sẽ thấm nước. Nếu mà cây không có rễ thì không thể thấm nước được. Cây lớn, cây vừa vừa hay là cây nhỏ đều tùy theo sức của mình mà thấm nước và đều lợi lạc hết. Và đó là cái tâm bình đẳng của Đạo Phật và tâm bình đẳng của người nói pháp. Bạch thầy, khi mà quan sát, thầy nói về đại chúng đang nghe thầy thuyết pháp đó, thì người ta thấy được một cái lòng tin. Chắc thầy cũng hiểu rằng Phật tử chúng con ở hải ngoại này nhiều phần mất lòng tin ở nơi đạo pháp. Ở đây khi mà Phật tử tin tưởng nơi thầy thì phải chăng là họ nhìn thấy thầy Pháp Hòa ngoài cái kiến thức về giáo lý Phật pháp cũng như là cái cách truyền tải, cái cách đưa đạo Phật vào đời sống, thì thân phận gọi là của thầy cũng là xuất thân từ một gia đình HO, phải chăng đó là một cái làm cho mọi người cảm thấy là tin tưởng hơn? Thầy có nghĩ như thế không ạ? Thưa cô và quý vị, thật tình thì Pháp Hòa không biết điều đó. Thì Pháp Hòa rời Việt Nam năm 12 tuổi. Thì từ lúc đặt chân đến Canada, sinh sống ở vùng Edmonton lạnh lẽo, cho đến giờ phút này thì Pháp Hòa cũng chưa được cái cơ hội về thăm quê hương, mặc dù rất nhớ và rất mong. Bên cạnh đó thì Pháp Hòa cũng không có biết là ba mình hồi đó làm gì. Chỉ biết là ba mình đi vượt biên khi mình còn nhỏ, và lớn lên được khoảng 12 tuổi thì được đoàn tụ với gia đình. Chỉ thế thôi. Chứ Pháp Hòa cũng không biết là các vị thương Pháp Hòa là gì, cái xuất thân của mình hay như thế nào. Nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ là nếu quý vị đã nghe một thầy tu nói chuyện thì không phải chỉ nghe giáo pháp, mà có đôi lúc quý vị cũng nhìn vào cái đời sống của vị thầy tu đó. Còn có thể đời cái, mấy chục năm trước thầy tu đó là một người không lành, rất là xấu, thí dụ vậy. Nhưng bây giờ người đó đã ăn năn phục thiện mà tu thì mình vẫn chấp nhận thân phận họ như thường. Chứ không phải nếu mình còn thành kiến về cái quá khứ mà tốt hay lành hay là không lành của người đó thì đôi lúc nó cũng còn có cái sự limit, cái sự ngăn cản, cái sự hạn hẹp. Còn nếu mình nhìn chung thì thầy đó tu nói pháp lành và đời sống của vị đó cũng lành thì tôi nương, thí dụ vậy, thì nó sẽ nhẹ cho mình hơn. Và thầy, một lát nữa đây ở tại chùa Hoa Nghiêm thầy cũng có một buổi tiếp xúc với quý anh chị em trong gia đình Phật tử là những thành phần trẻ, những của thế hệ tương lai của Hoa Nghiêm đó.
thì trong lòng thầy có khi nào ao ước là giới trẻ sẽ đến với những cái buổi pháp thoại của thầy, sẽ đến với Phật pháp nhiều hơn hay không ạ? Dạ thưa cô và quý vị, đó là điều Pháp Hòa mong ước. Bởi vì mình thường có cái quan niệm là tre già măng mọc. Nếu như bậc thế hệ của thầy tổ, cha ông mình từ từ đã quá vãng, thì mình cũng rất cần những anh chị trẻ tiếp nối cái con đường của tổ tiên Việt Nam mình. Đó là giữ gìn được cái truyền thống, cái văn hóa, cái đạo đức của người Việt Nam nói chung và đạo Phật Việt Nam nói riêng. Và điều đó Pháp Hòa rất là mong mỏi. Cũng trong cái lòng mong mỏi đó thì xin phép được hỏi thầy là có bao giờ thầy nghĩ rằng là thầy ao ước rằng sẽ dùng cái tầm ảnh hưởng của mình để mà tạo nên được một cái phong trào người trẻ đến với đạo Pháp, chúng muốn nói về Phật giáo. Tại vì bên Công giáo họ có, mỗi năm họ có đại hội Công giáo giới trẻ thế giới. Phật giáo chưa hề có đại hội giới trẻ Phật giáo thế giới. Có khi nào thầy ao ước được như vậy không? Chí ít là quy tụ tất cả những người trẻ Việt Nam cái đã đến với một cái đại hội, một cái một hai ngày đại hội giới trẻ Phật giáo thế giới, thưa thầy. Dạ thưa cô có. Nhưng mà việc đó thì phải nói đến cái năng lực chung của tất cả các thầy trẻ đang hành đạo ở hải ngoại. Việc làm đó là việc làm lớn mà một cá nhân thì không thể làm được. Và hiện nay ở tại tu viện Tây Thiên, Pháp Hòa đang sinh hoạt ở đó tại Canada, hàng năm có những khóa tu thì các anh em thanh thiếu niên trẻ quy tụ về đó để mà tu học. Thì nhân cơ hội đó thì Pháp Hòa chỉ làm theo cái năng khả năng của mình là quy tụ các anh em, rồi mình hướng dẫn cũng như chia sẻ được phần nào thì mình chia sẻ. Tuy không phải là một cái đại hội quy mô, nhưng tạm thời cũng có thể nói là hàng năm các anh em cũng đã có một chỗ để trở về vào mùa hè, được gặp quý tôn đức, được giao tiếp với nhiều bạn bè trẻ trung tương đối tuổi với mình để cùng chia sẻ cũng như là những thao thức hay là mình cùng nhau làm gì được cho đạo Pháp thì mình làm. Còn cái việc làm đại hội đó thì chắc có lẽ là phải chờ một cái số lượng đông gom lại thì mới có thể làm được việc đó. Vâng, xin cảm ơn thầy. Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện mà Thanh Trúc được hân hạnh tác bạch cùng với thầy Thích Pháp Hòa đến từ Edmonton, Canada. Kính thưa quý vị, chương trình sẽ được tiếp tục trong giây lát. Mong rằng quý vị đừng rời máy. Chương trình Chào Washington xin được tiếp tục. Vị khách mời cao quý của chúng tôi hôm nay vẫn là thầy Thích Pháp Hòa đến từ Edmonton, Canada. Thầy ở tại chùa Trúc Lâm cũng như là tu viện Tây Thiên ở Edmonton, Canada. Kính thầy, để mà minh định về một cái điều gì đó mà khi những Phật tử muốn biết đó, thì thưa thầy, thầy cho rằng những cái buổi nói chuyện rất là hữu ích của thầy mà làm cho mọi người cười một cách thoải mái cũng như thấm được những cái lời rất là giản dị của thầy đó, thì thầy nghĩ rằng là Phật giáo bây giờ mà đi vào đời sống thì có những cái phương pháp gọi là tâm lý trị liệu, những cái phương pháp gọi là an định cái tâm hồn của người ta, những cái phương pháp sống như thế nào để mà thư giãn trong cuộc sống gọi là khá là ô trọng và phiền toái này, thì thầy minh định những cái điều mà thầy muốn truyền tải cho Phật tử nó ở nằm ở trong cái kiểu như thế nào? Dạ. Dạ thưa cô cũng như tất cả quý vị, thật ra thì điều này nó không phải chỉ bây giờ mới làm việc đó. Ngày xưa chư tổ, chư tôn đức đã từng làm việc đó. Nhưng ở thế hệ trước thì ngôn từ nó có khác, hoàn cảnh nó khác, thì các ngài nói theo cái hoàn cảnh lúc đó. Chứ thật ra đạo Phật hay là nói gì Phật giáo đã là một tâm lý trị liệu, chữa tất cả mọi căn bệnh tâm lý của chúng sanh. Mà đã là tâm lý thì nó đi theo từng thời đại. Và các thầy trẻ bây giờ hay là các thầy bây giờ đi thuyết pháp thì cũng phải nói theo ngôn từ và những xã hội bây giờ. Ví dụ ngày xưa mình cũng có sự căng thẳng, stress, nhưng mà mình có thể mình nói bằng một cách khác hay nó ít nghe hơn. Vì sao? Vì đời sống lúc đó có thể con người cái nhu cầu họ không quá lớn. Bây giờ con người mình cái nhu cầu quá lớn từ vật chất đời sống,
mãi nhu cầu quá lớn thì đòi hỏi tiền bạc phải nhiều, cuộc sống phải đua đòi, phải tranh đấu thế nào đó, thì nó tự nó làm mình một cái sự căng thẳng, sự depressed. Hay là con người khó buông bỏ được những cái gì mà nó đến với mình. Vì vậy cho nên các thầy hiện nay khi đi giảng thì cũng sử dụng những ngôn từ hay thấu hiểu được đời sống bây giờ để có thể trực tiếp nói với các Phật tử của mình những cái cách. Cái đó gọi là Phật giáo dấn thân, Phật giáo hiện đại. Bởi vì lúc nào xã hội như thế nào thì đạo Phật cũng đi theo kịp với lúc đó, để có thể mang tải lời Phật dạy đến để ứng dụng trong đời sống. Và chúng ta cứ lấy ba điều niệm, định, tuệ để làm mẫu mực cho tất cả mọi sự hướng dẫn của mình. Bởi vì niệm nghĩa là chánh niệm, định là sự định tĩnh, tuệ là trí tuệ. Người có chánh niệm thì luôn luôn biết được hoàn cảnh của người, của mình, lúc nào mình nên làm gì, và đủ năng lực định tĩnh và sự hiểu biết để chúng ta kịp thời đúng lúc mang những cái điều giúp đỡ của mình tới cho người đó. Việc làm gì mà thiếu niệm, thiếu định, thiếu tuệ thì việc làm đó khó có thể gọi là thành công tốt đẹp. Hay là nói một cách khác là chúng ta chỉ cần có hiểu và có thương, nói theo Phật giáo danh từ Phật học chuyên môn là từ bi trí tuệ. Bây giờ chúng ta dùng từ là hiểu và thương. Thương thì ai cũng có, nhưng mà biết cách thương mới quan trọng. Nhiều khi mình thương mà mình không hiểu cái người đó, mình không biết cách làm cho người đó hiểu được tình thương của mình, thì đôi lúc mình càng thương, mình làm cho người đó khổ vì cái cách thương của mình. Vì đạo Phật, vì vậy cho nên thời nào, lúc nào con người cũng cần tình thương và hiểu biết. Như cây cần nắng và cần nước, thiếu hai chất đó thì cây không thể sống. Con người chỉ cần có tình thương, có hiểu biết thì đời sống con người sẽ có giảm đi cái phần an lạc rất là nhiều. Hiểu cuộc đời là như vậy cho nên tự động mình sẽ giảm cái stress. Chỉ cần mình hiểu thôi, và mình có thương cuộc đời, mình có thương bản thân mình, thương người thân mình, thì mình sẽ giảm đi những cái cách sống và cách hành động làm sao để cho mình và người bớt khổ. Thưa Thầy Pháp Hòa, qua sự quan sát của nhiều Phật tử đó, thì trong những cái buổi pháp thoại của Thầy, không chỉ là những Phật tử thuần thành hay là những người vì một cái cơ duyên nào đó mà đến nghe, mà còn có cả những người Công giáo, những người Thiên Chúa giáo và những người ở đạo khác nữa. Bây giờ với đạo Phật đi vào đời sống, như Thầy nói, nó len lỏi vào từng tầng lớp của con người, và nó là một cái sự hiểu biết và thương. Thì nếu như mà phải ngồi trước một cử tọa là những người Công giáo chẳng hạn, cái tình thương của Thầy chắc vẫn như thế, nhưng Thầy chuẩn bị để nói điều gì với những người không phải là Phật tử thuần thành mà là Công giáo? Thưa Bạch Thầy. Thưa cô và quý vị, trong đạo Phật nó có rất nhiều pháp môn. Và khi mình có được một cái phương tiện mà diễn giảng, thì trong đó nó có một cái gọi là từ vô ngại, nghĩa là ngôn từ. Thì khi mình đối diện với những vị nào không cùng một cái niềm tin, gọi là mình tạm gọi là đạo khác đi, thì thật sự những gì mình chuyển tải cũng là Phật giáo thôi, nhưng mà bằng một cái hình thức hay một cái câu chuyện hay những cái lời lẽ nào đó mà các vị tiếp nhận dễ dàng hơn như xưa nay mình đã từng. Ngay cả Phật tử, dù những vị đó là Phật tử cũng chưa chắc họ hiểu hết được những cái danh từ chuyên môn của Phật học. Cho nên bây giờ các thầy cũng phải nói những cái từ Phật học bằng một cái cách nào đó dễ hiểu hơn để các vị được tiếp nhận. Cho nên Pháp Hòa thấy không có khó, và nó cũng không có gì khác, vì hàng ngày mình đã làm cái việc đó. Dạ, Thanh Trúc thấy là trong cái công cuộc hằng hoằng pháp đó, thì có những vị thầy khác thì luôn luôn nhắc nhở với chúng là phải luôn luôn trở về với hơi thở, nhiếp cái hơi thở của mình và định tâm mình lại và biết mình đang làm gì ở cái giờ phút hiện tại. Thầy Pháp Hòa không nói đến điều đó, nhưng thầy Pháp Hòa nói về những cái là nó gần gũi với đời sống hơn. Thí dụ những cái thầy nói rằng, ô cái này là chánh kiến, cái này là tà kiến, quý vị phát minh ra cái này quý vị khổ thôi. Quý vị phải tìm cái chánh kiến để quý vị theo. Như thế, những cái này phải chăng là cũng là một trong những cái cách mà thầy đã nghiên cứu, thầy đã suy nghĩ rất nhiều để mà truyền tải đến cho đại chúng, thưa thầy? Dạ, thưa cô và quý vị. Cái quan trọng nhất của Phật giáo đó
đó là sự ứng dụng. Chúng ta thường gọi là tri hành hiệp nhất, nghĩa là cái mình biết và cái mình làm nó phải tương đồng. Và cái cách Pháp Hòa tu tập mà tìm được, một khi mình đã có chánh niệm của Đạo Phật rồi, có ánh sáng của Đạo Phật, có giáo pháp của Đạo Phật, thì bất cứ cái gì trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng đều nhìn nó qua cặp mắt của Phật học hết. Cho nên ngay cái bãi đậu xe hay là đi lựa hàng, Pháp Hòa đều tìm ra được cho mình những cái giáo pháp trong khi mình tu tập. Vì vậy cho nên nó là những gì trong đời sống con người, chứ không phải là những cái nằm trong sách vở. Có thể lúc đầu mình đi nói thì nó nói theo sách vở, nhưng khi mình đã học được từ sách vở mà mình ứng dụng trong đời sống thì sau này cái mình nói là nói từ cái kinh nghiệm sống của mình, và thật sự cái đó mà là chính gốc của Đạo Phật. Vâng, một câu hỏi sau cùng. Thầy đi khắp thế giới để hoằng pháp, đi giảng đạo. Vâng, thì câu hỏi này cũng có thể làm cho mọi người cười. Kính thưa quý vị, câu hỏi tiếp và sau cùng của Thanh Trúc đối với thầy Pháp Hòa là: đi như thế, giảng nhiều như thế, điều gì làm cho thầy cảm thấy thích nhất và điều gì làm cho thầy cảm thấy ngại ngùng nhất? Thật sự Pháp Hòa cũng chưa biết cái gì mình ngại. Nhưng mà có cái điều mình vui, mình thích là bởi vì khi mình đến đâu, mình thấy cái tâm tu và cái sự tinh tấn của Phật tử, Pháp Hòa rất là vui. Nhất là Pháp Hòa đi nước Mỹ nhiều nhất, thì Pháp Hòa rất là phục và rất thương tinh thần của Phật tử ở Hoa Kỳ. Có nhiều khi những buổi giảng quý vị phải lái xe cả 10 tiếng, 12 tiếng chỉ đến nghe một buổi giảng rồi đi về. Và có những vị không ngại những sự cực nhọc khó khăn mà quý vị đều chấp nhận để có được những ngày tu học. Tự nhiên mình thấy được cái sự tinh tấn của những người cư sĩ Phật tử tại gia thì cũng sắp tấn mình đi hơn được một phần nào. Cho nên cái điều ngại, Pháp Hòa không thấy có gì ngại. Chỉ ngại là các vị không thích, không còn lo tu, không còn ham thích Phật Pháp thôi. Chứ một ngày nào quý vị còn ham thích tu tập thì những thầy nào có tâm với đạo, có lòng với đạo, nhất định sẽ không từ bỏ những cái cơ hội để tiếp xúc với quý vị, để chia sẻ với quý vị, hầu giúp cho quý vị hiểu rõ Đạo Phật nhiều hơn và ứng dụng Đạo Phật thiết thực hơn trong cuộc sống của mình. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị vừa theo dõi buổi nói chuyện của thầy Pháp Hòa với đài SG Chen của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và chúng con xin kính cảm ơn về thời giờ của thầy đã dành cho chúng con những lời nói mà mọi người đang mong đợi và lắng nghe. Xin kính chúc thầy trên con đường hoằng pháp được mọi điều an lạc, hoan hỷ và thành công. Dạ. Dạ, xin cảm ơn cô, cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu của mình lắng nghe những gì Pháp Hòa chia sẻ. Kính chúc quý vị luôn có an vui trong cuộc sống và thành tựu trong việc làm của mình.